Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Người Nổi Tiếng, và sau đây là tin Ngọc Trai, nghệ sĩ trung dân khóc bỏ về khi bị Hương Nhân Idol xúc phạm. Ngọc Trai Lệ Phương Anh là người có mặt trong ngày ghi hình game show, siêu sao đoán chữ có sự tham gia của nghệ sĩ trung dân. Chia sẻ sau ồn ào nghệ sĩ trung dân cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói của Hương Nhân Idol, diễn viên Ngọc Trai đã kể lại những gì anh được chứng kiến trong ngày ghi hình. Nam diễn viên Em Chưa 18 cho biết, theo format chương trình, những nghệ sĩ tham gia đưa các phương án trả lời điền vào chỗ trống. Bản thân anh cùng ekip khi gặp câu hỏi về nghệ sĩ trung dân đều suy nghĩ kỹ trước khi chọn phương án trả lời. Thời điểm Hương Nhân Idol nói đáp án, đút đầu vào cầu tiêu ở dưới hàng ghế khán giả đã có nhiều tiếng ồ bất ngờ. Những nghệ sĩ tham gia cũng không ngờ phương án cô chọn lựa. Nghệ sĩ trung dân khi nghe thấy câu nói này đã rất bất ngờ và yêu cầu Hương Nhân Idol đổi đáp án. Thậm chí danh hài gạo cội còn cố gắng chờ đợi động thái thay đổi từ Hương Nhân và đạo diễn chương trình. Ngọc Trai chia sẻ, khi nghe chú nói, Hương Giang có cho rằng đây là ý kiến riêng của cô. Lúc này chú trung dân điềm đạm đứng chờ phản ứng của đạo diễn. Nhưng 2-3 phút chờ đợi, đạo diễn không hề phản ứng, ra lệnh đổi câu hỏi hay đáp án. Lúc này, chú giận dữ đập bàn và nói không chấp nhận, tiếp tục quay show nữa. Lúc chú đập bàn, mọi người đã thấy chuyện đã không đơn giản. Nhưng có lẽ đạo diễn lại nghĩ không có gì nghiêm trọng, anh nói thêm. Nam diễn viên Tấm Cám chuyện chưa kể cho biết, nghệ sĩ trung dân sau đó bỏ vào phía trong và gửi lời xin lỗi khán giả. Hương Giang chần chừ, gần như cứng người khi thấy phản ứng nóng giận của chú trung dân. Giang có vẻ lúng túng, không biết cư xử sao cho phù hợp, dù ai cũng hối Giang và xin lỗi chú. Lát sau, Giang cũng đi vào phía trong cùng chú. Nhưng tôi không rõ Giang có xin lỗi hay không, Ngọc Trai kể. Quý Trò một thời của Kính Vạn Hoa cho biết, anh chạnh lòng khi thấy nghệ sĩ trung dân đã khóc đi ra về. Dù vô tình hay cố ý đều phải xin lỗi ngay tại nơi sự hiểu lầm diễn ra. Trước mặt tất cả những người đã chứng kiến, có như vậy người ta mới chăng trước mà bỏ qua cho mình, tại sao lại nhắn tin mà không gọi. Dù có không nghe máy thì cũng phải tìm cách để đối mặt hòa giải trực tiếp. Ngọc Trai đưa ra quan điểm riêng về trường hợp của Hương Giang Idol và nghệ sĩ gạo cội. Theo Ngọc Trai, sự việc lần này cũng có phần trách nhiệm của đơn vị sản xuất. Việc đưa tên nghệ sĩ vào câu hỏi dễ gây ra những sự cố không đáng có. Trong khi đó, Thanh Duy Idol, nghệ sĩ thường xuyên tham gia show siêu sao đoán chữ, cho biết đang ở nước ngoài trong ngày ghi hình của nghệ sĩ trung dân. Anh có được nghe kể sau khi trở về. Tuy nhiên Thanh Duy không muốn đưa ra bất kỳ bình luận nào vì chưa chắc những gì Duy nghe kể là 100% sự thật. Nữ ca sĩ Lê Phương Anh tiết lộ, cô là nghệ sĩ quay cùng ngày với nghệ sĩ trung dân, nhưng do tập có cô tham gia được ghi hình trước vài tiếng nên nữ ca sĩ không nắm được tình hình cụ thể. Nhưng cô có chứng kiến cảnh nghệ sĩ trung dân ngồi buồn ở căng tin phim trường. Mình cũng im sau khi nghe kể. Tội chú, con mong chú hết buồn và bỏ qua cho bậc con cháu, cô nói. Lê Phương Anh cho biết hôm đó nghệ sĩ trung dân quay 7-8 số chương trình một ngày. MC chủ trì chương trình Đại Nghĩa từ chối đưa ra bình luận vào lúc này. Ở động thái khác, ekip của sản xuất siêu sao đoán chữ cho biết sẽ liên lạc với nghệ sĩ trung dân và đưa ra lời phát ngôn chính thức trong thời gian sớm nhất. Gia đình nghệ sĩ trung dân đúng là có việc, Hương Giang Idol gọi điện sang với mong muốn giải quyết sự việc. Sáng ngày 14 tháng 5, trong một bài phỏng vấn, nghệ sĩ trung dân tiết lộ việc bị Hương Giang Idol xúc phạm đến mức xấu hổ, nhục nhã, không dám nói cho ai nghe. Hương Giang Idol đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích của các nghệ sĩ trong nghề lẫn công chúng. Ngay lập tức, nữ ca sĩ Mùa Ta Đã Yêu đã có một buổi gặp gỡ với phóng viên để gửi lời xin lỗi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến chuyện này. Theo Hương Giang Idol, cách đây 7 ngày, tại trường quay, mình đã trực tiếp xin lỗi, nhưng không được chú chấp nhận. Nữ ca sĩ bật khóc, mong được gặp nghệ sĩ trung dân để giải thích rõ ràng, đồng thời một lần nữa mong nghệ sĩ trung dân tha thứ cho sự bất cẩn của mình. Liên hệ với nghệ sĩ trung dân sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, phía gia đình cho biết nghệ sĩ hài đã về quê nghỉ ngơi và hiện không có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quê không có Internet nên không thể cập nhật được thông tin đang diễn ra. Vợ của nghệ sĩ trung gian tiết lộ thêm, đúng là có việc Hương Giang Idol gọi điện sang với mong muốn giải quyết sự việc, nhưng vì ông xã tôi hiện đang ở quê nên chưa sắp xếp được. Tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì xung quanh việc này để ông xã tôi trực tiếp giải quyết với Hương Giang. Hương Giang Idol khóc nức nở trả lời phỏng vấn về việc xúc phạm nghệ sĩ trung dân. Ngày 8 tháng 5, nghệ sĩ trung dân ghi hình cho game show giải trí có sự góp mặt của Hương Giang Idol khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi cho người chơi. Cát Tường hay than phiền anh trung dân
tới tìm tòi khám phá máy móc, xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào 3 chấm và ông ấy bị thương. Người chơi phải điền vào dấu 3 chấm đó, xem ông ấy đút đầu vô máy gì. Trong khi người chơi đưa ra nhiều đáp án, như đút đầu vô lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng. Riêng Hương Giang Idol nói đút đầu vô cầu tiêu. Khi Hương Giang đưa ra đáp án đó, nghệ sĩ Trung Dân đứng lên phản ứng, cô đừng nói như vậy, quá đáng, cô bỏ đáp án đó đi. Hương Giang Idol giải thích rằng, ai cũng có quyền suy nghĩ, riêng cô ấy thì nghĩ như vậy. Sau đó nghệ sĩ Trung Dân đã bỏ về, và hình ảnh trong tập đó đã bị cắt, thay thế bằng một người khác. Hương Giang Idol nhắn tin giải thích rằng, nữ ca sĩ không có ý làm bậc cha chú tổn thương, nhưng không đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào cả. Khi sự việc được tiết lộ trong một bài phỏng vấn vào sáng ngày 14 tháng 5, Hương Giang Idol ngay lập tức nhận phải làn sóng phẫn nộ từ những người trong nghề và công chúng. Nữ ca sĩ đã có buổi gặp gỡ để thẳng thắn trao đổi với phóng viên về vấn đề này. Theo Hương Giang Idol, đây là khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Ngay trong thời điểm này, nữ ca sĩ nghĩ mình cần lên tiếng ngay để giải đáp tất cả những thắc mắc, hiểu lầm của nghệ sĩ Trung Dân lẫn công chúng. Hương Giang Idol khẳng định rằng, tại trường quay cách đây 7 ngày của mình đã xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân nhưng không được chú chấp nhận. Cô muốn qua buổi phỏng vấn một lần nữa gửi lời xin lỗi đến chú, người hâm mộ và cả bố mẹ, vì không ai chấp nhận được việc Hương Giang có những câu nói khủng khiếp như vậy. Do chương trình đã quay nhiều ngày liên tục nên Hương Giang Idol quá mệt, không biết câu hỏi đó dùng tên của chú Dân. Đây là một chương trình ghi hình phát lại nên mọi chuyện có thể sửa nếu trả lời sai, nên lúc đó nữ ca sĩ mới một mực khẳng định đây là quan điểm của riêng mình. Giọng ca Mùa Ta Đã Yêu cảm thấy sự bất cẩn của mình dù vô tình nhưng cũng làm nghệ sĩ Trung Dân tổn thương. Lý do là gì thì cũng đã sai nên Hương Giang Idol đã ngay lập tức xin lỗi. Lúc đó nghệ sĩ Trung Dân trả lời chú không tin vì nghĩ rằng bị Hương Giang xúc phạm. Hương Giang Idol tiếp tục nhắn tin mong nhận được sự thông cảm từ bậc cha chú nhưng bất thành. Về việc ban tổ chức cắt sóng Trung Dân khỏi chương trình, Hương Giang Idol đã xin giữ nghệ sĩ Trung Dân lại. Nữ ca sĩ còn đầy đủ tin nhắn bằng chứng để chứng minh điều này, nhưng đây là quyết định của ban tổ chức do ràng buộc hợp đồng cũng như không thể tìm ngay người thay thế. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.